ok chưa thì đấy đấy là cái sự khác nhau giữa thằng joy và thằng tu trinh nhá đấy cái này mà đi phỏng vấn mà uh, ai hỏi các bạn về sự khác nhau giữa Hello, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trung Quốc F, một lần trình viên này của mình nhé. Hoặc là nếu như là lần đầu bạn đến với kênh của mình, ok thì mình rất cảm, cảm các bạn. Uh, trước khi mà mình bắt đầu video ngày hôm nay, thì cái video này nhé dành cho những bạn nào chưa biết và chưa theo dõi cái bộ này ấy, thì đây nó là một cái video trong một cái chuỗi có tên là JavaScript Master từ A đến Z mọi thứ về ngôn ngữ lập trình JavaScript từ cơ bản đến nâng cao mình dành tất cả cho các bạn đó mình đang làm cái bộ này song song với bộ HTML CSS Master này nói chung là tất cả những cái bộ mà mình đang làm ấy các bạn có thể follow theo cái đường link ở phần Uh, phần 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 giới thiệu kênh mình để ngay đây nhá mình viết thành một bài viết riêng trên blog chính thức của mình các bạn chỉ cần click vào đường link này truy cập là sẽ thấy cái lộ trình học và chi tiết các thứ mọi thứ ở trên này nhá đó thì nó là trên cái blog chính thức của mình này, này chính là cái bài này mình cũng sẽ mở để mình sâu qua một chút cho các bạn thôi đấy nhá mình có viết lại thành rất rất nhiều những cái lộ trình những cái khóa mình đang làm những cái đã thành công rồi đăng rồi những cái đang in progress coming soon các thứ vân vân nhá đó thì mình chỉ lướt qua vậy thôi nhá rồi ok các bạn có thể khám phá thêm mình sẽ bắt đầu tiếp nội dung buổi ngày hôm nay thì uh, ở buổi trước ấy Buổi trước là buổi số 11, bây giờ là video số 12 ấy. Buổi trước thì mình đang làm về cái các cái phương thức được dùng nhiều uh, gọi là mình dùng phổ biến trong thực tế, gặp nhiều các thứ thì mình chia sẻ lại cho các bạn. Và những phương thức đấy là mình đang làm việc với thằng Array nhé. Thì ở buổi trước là chúng ta đã làm với lại khoảng 10 cái rồi, chính xác là 10 cái nhé các bạn lưu ý nhé uh, 10 cái. Thì hôm nay mình sẽ bổ sung thêm 7 cái nữa. Đó. Đó, mình cũng đổi cái tiêu đề của cái video một chút. Nó buổi trước mình chưa đổi mình đổi thôi. Cái này mình bổ sung thôi. Thì uh, cho nên cái buổi hôm nay ấy, mình sẽ trước khi mình bắt đầu nhé Mình sẽ tạo lại một folder trước đã này Hôm nay là buổi 12 nhé Lesson số 12 này Thì uh, mình sẽ sửa lại một chút nhé Array method Array method của buổi số 11 Mình sẽ đổi tên một chút nhé Nó là part 1 nha các bạn Đây, như này này các bạn Mình đổi tên một chút để mình dễ phân biệt buổi hôm nay ấy Mình soạn lại cái giáo trình một chút Trong lúc quay vừa quay vừa soạn lại giáo trình ấy mà uh, Array method gạch ngang part 2 js cs đây buổi hôm nay sẽ là buổi part 2 nhé part 2 của cái array method part 1 thì chúng ta đã đi vào 10 cái rồi mình sẽ cập nhật lại cái mô tả một chút của cái part 1 này cho các bạn xem nhé à, cái đoạn này này được dùng nhiều trong thực tế này xuống dòng này phần 1 này phần 1 nhé phần 1 này mình sẽ để cho nó những cái mà mình đã sâu cho các bạn rồi đây này. Push này, pop shift, unshift, for x, map, filter, filter, file, reduce, sum Đây, đây là 10 cái, ở phần 1, 10 cái chính nhé Cái chấm len thì nó đơn giản nên là mình sẽ không cho vào cho các bạn bỏ qua nhé Nhưng mà cứ hiểu cái chấm len này cũng là một cái để mình thôi để, để mình Là một cái để mà mình check cái làm việc thằng mạng ấy Người mới chấm len của nó, kệ nó nhé còn những cái chính các bạn quan tâm thì mình là những cái này này nhá Rồi, đến part 2 nhé, đến part 2 mình sẽ làm tương tự, mình sẽ lấy cái đoạn comment Mình sẽ lấy cái đoạn comment của part 1 này mình ném vào cái file part 2 này mình xóa cái đống method cũ đi đây bây giờ sẽ là phần 2 nhá đây mình sẽ để tách rõ ràng ra cho các bạn phần 2 này thì ở trong phần 2 mình sẽ bổ sung buổi hôm nay chúng ta sẽ làm 7 cái khá là thú vị đây mình sẽ bổ sung các bạn nhé các bạn có thể tự gõ vào những phần comment này nhá con này slide này supply này. hai cái thằng này dễ lú này các bạn nhé slide supply every find to string tool string và join hai thằng này cũng dễ lú này đây thì mình sẽ bắt đầu như thường lệ với một đoạn comment những cái này là các bạn phải chịu khó nhé mình sẽ dừng màn hình tạm để cho các bạn có thể thể để, để tự gõ lại cái đoạn comment này hoặc là các bạn có thể vừa gõ trong lúc vừa học nhé đây sẽ là toàn bộ cái đoạn comment của buổi hôm nay nhé đây các bạn có thể dừng video lại các bạn có thể gõ cái đoạn comment này à, sau đó mình sẽ bắt đầu mình cốt dần từng cái thằng một ok bắt đầu từ thằng con cát nhé đối với con cát này chúng ta sẽ dùng thằng con cát array con cát để làm gì để chúng ta nối lại hai hoặc là nhiều mảng lại với nhau và dĩ nhiên là khi chúng ta nối lại đối với thằng con cát nhé nó sẽ không làm thay đổi cái mảng gốc ban đầu mà sau khi nó nối ấy, nó sẽ trả về cho ta một cái mảng mới chứa các phần tử của cái mảng đã được nối bây giờ mình sẽ ví dụ như sau mình sẽ lần lượt nhé mình sẽ tạo con mình sẽ làm array một như này nhé các bạn nhé bằng này một hai ba đi tương tự thế mình sẽ làm một cái constant array 2 bằng 456 đi. Các bạn cứ tạo như này cho mình nhá, array 1 này, array 2 cứ lần lượt array 1 2 nhá. Bởi vì trong cùng một file lát nữa mình sẽ có thêm những cái array ở phía bên dưới dành riêng cho những cái bọn khác ấy. Mình không muốn nó bị ảnh hưởng cho nên mình đặt cho nó cái tên nhá, các bạn lưu ý một chút. Array 1 này, array 2 này, 123, 156 này. Bây giờ mình muốn gọi là mình dùng concat để mình nối lại đúng không? Constant này, uh, concat result nhá. Result bằng này. Mình sẽ dùng thằng array 1 nhá, array 1. Cái mảng thứ nhất này, chấm con cát đóng ngoặc tròn này mình truyền thằng array 2 vào trong thằng con cát này đó như này nhá các bạn truyền cho mình các bạn đặt cái tên cho mình cũng giống như mình nhá. để lát nữa chúng ta dễ phân biệt với những thằng phía bên dưới nữa lú tiếp theo mình sẽ có slot này con slot nhá là mình sẽ để nó là after con cát nhá hai chấm này phải này con cát thì sao chờ đây đó mình thử thằng này trước Thằng này mình sẽ thử trước nhé Xong lát nữa mình sẽ làm một thế cái đóng tiếp theo rồi mình sẽ thử một lần nhé Mình sẽ nốt này uh, Java Nốt này Lesson 12 này Array method part 2 nhé Enter Các bạn nhìn này sau khi mà mình con cát nhé Mình được một cái mảng mới này 1, 2, 3, 4, 5, 6 Và các bạn lưu ý nhé Cái này nó sẽ trả về cho ta một cái mảng mới có nghĩa là sao mình nhắc lại một lần nhé những cái đoạn mà mình nói với các bạn và mình để ở trong phần phần comment đấy là những có những cái đoạn là không làm thay đổi mảng gốc ấy mình nhắc lại nhé bởi vì mình đã từng nhắc rồi đó là chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng hai cái bảng ban đầu là những cái bảng gốc ví dụ ở đây mình sẽ con lốc thêm này array uh, một nhé cho các bạn sẽ dùng array một này array hai này mình sẽ giải thích cái này thêm một lần nữa nhé các bạn này đó các bạn sẽ thấy là cái array một vẫn là một hai ba array hai vẫn là bốn năm sáu sau khi mình chạy con thằng con cát đấy nó không bị ảnh hưởng hai cái bảng ban đầu hai cái bảng ban đầu nó không gọi là nó nó vẫn giữ nguyên nó không bị ảnh hưởng gì cả nó không bị thay đổi gì cả các bạn lưu ý nhé bởi vì sẽ có những method nó thay đổi cái mảng ban đầu cũng có những method nó lại không thay đổi cái mảng ban đầu cái điều này nó rất là quan trọng nhé bởi vì về sau đi làm khi mà các bạn xử lý những cái dữ liệu cấu trúc dữ liệu các thứ vân vân đấy xử lý những cái thuật toán các thứ vân vân đấy thì cái việc mà 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 cái vụ mà thay đổi bằng gốc hay là không thay đổi bằng gốc ấy nó rất rất là quan trọng nhé cho nên các bạn lưu ý nhớ mình nhắc lại những cái nào mà mình ghi là không thay đổi cái bằng gốc ban đầu hoặc là không làm thay đổi mảng gốc ban đầu này, này thì nó sẽ là không thay đổi còn lại là nó có nhé các bạn lưu ý nhé hoặc là mình miss chỗ nào mình thiếu chỗ nào thì các bạn bổ sung thêm cho mình nhé nhiều khi soạn nó hơi lú thì <laughs> bạn bỏ qua cho mình nhưng mà mình cũng làm khá là chiến chu cẩn thận rồi nhưng đôi khi mà miss chỗ nào thì các bạn cứ comment thoải mái bên dưới cho mình nhé rồi chúng ta xong về phần con cát nhé bây giờ bây giờ mình sẽ làm hết một thể cái đống này đi sau đó mình sẽ chạy một lần cái cái lệnh nốt để sau đó mình lần lượt mình mình mình, mình, mình sâu cho bạn nhé tiếp theo chúng ta đến thằng slide slide nó sẽ trả về cho chúng ta một cái mảng con của cái mảng ban đầu từ một cái vị trí start cho đến vị trí n đây là vị trí index nhé, tính theo index và các bạn lưu ý nó sẽ không bao gồm cái thằng end index rồi cái này nghe thì nó hơi lú đúng không bây giờ cứ phải vào cái phần phần gọi là phần demo ấy, phần code mẫu thì các bạn sẽ hình dung ngay, ok, và thằng này cũng không làm thay đổi bằng gốc bắt đầu nhé, tiếp theo này mình sẽ làm const một cái array số 3 nhé các bạn lưu ý này arr3 nhé, bằng này thằng này mình sẽ cho nó là 1, 2, 3 4 5 6 đi array 3 123456 nhé 123456 này một cái bảng này, tiếp theo constant slide result nhé bằng này array số 3 này chấm slide nhá mình sẽ dùng thằng này chấm slide này và thằng này mình sẽ cho nó các bạn lưu ý này chúng ta sẽ truyền cho nó start index và end index có nghĩa là sao bây giờ ví dụ mình truyền start index là một này một này end index phải này end index là cái tham số thứ hai mình truyền là 4 bây giờ mình mình sẽ con log lên cho các bạn xem kết quả nó như thế nào mình copy từ thằng trên xuống dưới này uh, chuyền là đúng slide reveal này after slide. Ờ có khi là mình mình nghĩ là mình sẽ làm thằng nào mình chạy thằng đấy thật bởi vì cái bài hôm nay nó sẽ hơi phức tạp có khi phải giải thích luôn thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi. Các bạn nhìn này, ờ, chỗ này mình sẽ để là kết quả là 234 này, để cho dễ này. Cái đoạn nút trên nãy là kết quả là 123456 nhá, vì mình, mình để lại chỗ comment. Tại sao lại là 234? Như mình đã mô tả ở phía này đúng không? Trả về một mảng con của mảng ban đầu đúng không? Thì mảng bắt đầu là từ 1 đến 6. Bây giờ mình muốn gọi là mình mình bóc tách ra. Mình lấy từ vị trí số 1 đến vị trí số 4 và các bạn lưu ý, đây là vị trí index nhớ nhá. Cho nên chỗ này nó lấy vị trí số 1 là nó chạy là nó lấy bắt đầu từ từ giá trị số 2 nhá. Lại phải nhớ cái này cho quan trọng này, mảng nó chạy từ 0, index chạy từ 0, nhớ mình luôn luôn phải nhắc lại cho các bạn vì các bạn mới sẽ lú phần này. Cho nên khi mà mình slide mình truyền cái giá trị start index là 1 thì nó lấy từ 2. Đó, đây là vị trí số 1 này. Giá trị là 2 nhưng mà là vị trí số 1 nhé Tiếp theo nó lấy đến 4 đúng không? Đơn giản thôi. 1 2 đâu nhỉ? 0 1 2 3 4. 4 sẽ là vị trí số 5 à vị trí 4 là cái vị trí số 4 nhưng giá trị là số 5 nhưng thằng slide nó không bao gồm cái n index. Các bạn hình dung cho mình nhá. Nó không bao gồm cái n index có nghĩa là nó không bao gồm cái thằng thằng vị trí số 4. Uh, cái thằng giá trị ở vị trí số 4 cho nên nó chỉ lấy 2 và 3 và 4 ra thôi. Đấy nhá cái đoạn này nó rất rất là lú đối với các bạn mới mình phải nhấn mạnh lại bởi vì khi mà mình ngồi mình nói mình giải thích cho các bạn nên nhiều khi đang còn bị vấp cơ mà đúng không đây mình nhắc lại một lần nữa nhá lấy uh, thằng này nó sẽ lấy từ vị trí start đến vị trí end nhưng nó không bao gồm cái giá trị kết quả của end index đấy các bạn hình dung cho mình cho nên các bạn nhìn này từ 1 đến 4 một là vị trí uh, là phần tử giá trị số 2 index chạy từ không mà đúng không thôi bây giờ dễ hình dung mình lấy từ không đi đây mình slide từ không đến bốn đi cho các bạn dễ hình dung nhá thì kết quả ở đây sẽ là một hai ba bốn đây như này này, các bạn hình dung lại này Đây, 1, 2, 3, này Đây mình lấy từ 0 cho các bạn dễ hình dung nhé Là nó lấy 1 này, 2 này, 3 này, 4 này Đến thằng số 5 là ở vị trí số 4 nhé Nhưng nó không lấy nữa bởi vì nó không bao gồm cái end index nữa Ok chưa? Đó, mình giải thích đến thế là cùng rồi nhé Rồi bây giờ mình sẽ để lại như cái đoạn đầu cho các bạn 1, 4, 2 và 4 như này cho nó dễ lũ này <laughs> Lũ thì làm nhiều thì mới nhớ được đúng không? Tiếp theo đến thằng SPLY này supply nó còn gọi là nó cũng dị dị nữa cơ đây nhiều bạn mới sẽ hay nhầm cái supply với lại slide đấy thì thằng supply này nhá nhiệm vụ của nó là để thay đổi nội dung của cái mảng bằng cách là nó sẽ xóa này thay thế hoặc thêm phần từ mới vào mảng này và thằng này quan trọng này nó sẽ thay đổi cái mảng gốc ban đầu nhá những cái bọn hai thằng ở trên thì không thay đổi mảng gốc ban đầu như mình đã nói nhưng thằng đến thằng này này nó sẽ thay đổi cái mảng gốc ban đầu ok rồi tiếp theo mình sẽ chỗ supply này mình sẽ tạo này constant này Array 4 nhé Cũng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi Đúng không? Constant uh, Sprite Result Bằng Array 4 Sprite Mình xóa cái 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 con AI nó tự đề xuất đi đã Rồi bây giờ mình sẽ console log tương tự nhé Mình sẽ console log giống như bọn ở trên này After Sprite nhé Supply Đây cho các bạn dễ nhớ này Sprite Result Rồi bây giờ mình cứ chạy trước đã cho các bạn xem này rồi đây bây giờ bắt đầu nhé Khi thằng Supply ban đầu này Mình không truyền gì vào đúng không các bạn Mình không truyền gì vào đúng không Thì nó sẽ cho về chúng ta cái mảng SPLY Result Chờ chờ mình rút Supply Result Mình sẽ lốc thêm cái Array 4 này Khi mà chúng ta không truyền gì nhé Đây cái đoạn này Cái đoạn này nó sẽ hơi lú cho các bạn Các bạn phải cẩn thận này Đầu tiên Mình dùng Array 4 Mình Supply Đúng không Nhưng uh, nhưng mà mình không chuyển gì vào đúng không thì cái giá trị mà lấy từ spa nó sẽ là một cái mảng rỗng mảng rỗng nhá và cái giá trị ban đầu ấy cái after slide cái array 4 nhá đây cái array 4 này thì nó vẫn giữ nguyên ok bây giờ nó vẫn giữ nguyên này đây nó vẫn giữ nguyên một hai ba bốn năm sáu nhá nhưng bây giờ này mình bắt đầu mình thay đổi này SPLINE, giả sử như bây giờ mình truyền vào mình truyền vào giá trị số mình truyền vào để mình nghĩ xem mình truyền vào cái gì cho nó dễ hình dung nhỉ bắt đầu từ vị trí index số um, số 2 đi như này đi hai đi nhá như này đi thử xem nó ra cái gì đã nhá các bạn nhìn nhá rồi bắt đầu các bạn thấy là nó, nó có sự thay đổi rồi này tạm thời nhá mình sẽ comment hai cái slide phía bên trên với con cát cho các bạn dạy lú này đã này mình comment lại cái này chắc là hôm nay thì phải dạy đến đâu uh, sâu đến đấy thôi <laughs> rồi lúc nãy thì các bạn thấy là array 4 không bị thay đổi nhưng lúc này nó bị thay đổi rồi nhá bây giờ bắt đầu nó có này sinh này thằng slide là bây giờ nếu như mình truyền vào giá trị index là hai này Giá trị đầu tiên là giá trị index. Nó lấy là 0 này, 1 này. Từ vị trí số 2 đúng không? Từ vị trí số 2 thằng này nó sẽ lấy nó sẽ bóc tách cái mảng của chúng ta ra. Nó lấy từ vị trí số 2 hiện tại nhá, nó sẽ lấy từ vị trí số 2 là 3 4 5 6 là nó sẽ được một cái mảng 3 4 5 6. Đồng thời cái mảng còn lại cái mảng gốc ban đầu nó đã bị thay đổi, có nghĩa nó bị lấy ra rồi. Cho nên nó chỉ còn lại 1 và 2 thôi. Đó, đấy các bạn lưu ý nhá. Đây là cái thứ nhất. Tiếp theo này. Nếu như mình ờ uh, sau cái cái thằng 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 số 2 này cái tham số thứ hai mình chuyển vào nhé mình sẽ chuyển vào là tham số thứ hai mình chuyển vào là ba đi nó sẽ ra cái gì đây cái này cứ phải nói từ từ cho các bạn này enter rồi bây giờ nó có sự khác biệt rồi các bạn nhìn này cái giá trị thứ hai nhé giá trị đầu tiên là cái giá trị để mà mình 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 cho cái thằng thằng thằng, thằng javascript nó biết mình chạy mình muốn chạy cái thằng slide này từ vị trí index nào cái giá trị tham số thứ hai nhé đoạn này quan trọng này nó sẽ là gọi là cái um, deleted cao ấy có nghĩa là các bạn muốn xóa đi bao nhiêu phần tử, đó xóa và lấy ra bao nhiêu phần tử. Ví dụ lúc này mình muốn lấy ra 3 phần tử, xóa và lấy ra 3 phần tử thì bây giờ quay lại câu chuyện nhé. À, từ vị trí số 2 đúng không? Vẫn là từ, từ thằng số 3 đúng không? Nhưng mình chỉ lấy ra 3 phần tử thôi thì mình chỉ lấy được 3, 4 và 5. Nhớ nhá, 3, 4 và 5. Đây, mình chỉ lấy ra 3, 4 và 5 thôi thì cái chỗ còn lại, cái A24 còn lại lúc này nó lại là 1, 2 và 6. Đó khi mà mình thêm cái tham số thứ hai vào, đúng không? Khi mình thêm tham số thứ hai vào thì là mình đã chỉ định là mình muốn lấy ra bao nhiêu phần tử và muốn xóa đi bao nhiêu phần tử từ cái mảng ban đầu. Còn nếu như mình không chỉ định như lúc nãy ấy thì mặc định nó sẽ là từ cái vị trí start đấy nó gọi là nó lấy hết đến về cuối của cái mảng. Đó và nó xóa đi khỏi cái mảng ban đầu. Ok, nó sẽ hơi lú nhưng mà phải cẩn thận đoạn này nhá. Tiếp theo. Nếu như bây giờ từ cái vị trí số 3 này, mình muốn truyền thêm ba cái giá trị vào trong cái mảng này, ba cái phần tử vào trong cái mảng này chẳng hạn mình chuyển a này phẩy này mình chuyển b mình chuyển c đi thì xem nó bây giờ nó ra cái gì nhá bây giờ nó ra cái gì nhá lần thứ ba này rồi các bạn nhìn này à, nó vẫn xóa đi 3 phần tử nhá của cái 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 giá trị của chúng ta này, này. các bạn lưu ý này cái thằng array 4 slide mà sau khi nó chạy xong và cái chỗ sprite result của chúng ta ấy thì nó vẫn sẽ là 3, 4 và 5 đúng không? Nó vẫn như cái trường hợp trước đó. Tuy nhiên, khi mà mình bắt đầu từ cái tham số tiếp theo từ những cái tham số tiếp theo mình khai báo thêm những cái mình chỉ định thêm những cái phần tử mình muốn thêm vào mảng từ cái vị trí số 3 này ví dụ mình mình muốn thêm là a b và c thì bây giờ các bạn nhìn này lúc này nó không nó không còn là một hai sáu như lúc nãy nữa đúng không nó sẽ là một hai sau đó nó thêm vào ba phần tử a b c rồi nó mới đến cái thằng số 6 là phần tử cuối có nghĩa là mục đích là mình muốn chèn thêm thế này chèn thêm phần từ mới vào màng từ cái vị trí mà nó đã xóa và nó đã xóa và nó lại lấy ra đấy kiểu kiểu là như thế đấy nhá đoạn này nó hơi lũ nhưng mà các bạn đấy quên tua lại từ đầu bây giờ mình đang thử cho bạn từ lúc nó không có cái tham số cho đến lúc nó có những phần từ này ok nhá rồi đoạn này mình hình như mình có chuẩn bị một cái comment cho các bạn này đây đây cái kết quả cuối của cái đoạn này nhá là mình sẽ để một cái comment đó là bắt đầu từ vị trí index thứ hai xóa đi ba cái phần tử ba bốn năm đấy ba bốn năm nó xóa đi ba bốn năm và nó nó trả về ra thằng spray gì ra nó xóa nó xóa khỏi mạng ban đầu sau đó nó gọi là nó lấy ra thành một cái biến mới mình để ra thành cái biến mới sau đó nó thêm vào ba phần tử abc đấy nhá cái đoạn này mình sẽ để lại comment cho các bạn này đó thằng này nó sẽ hơi lú và ban đầu các bạn sẽ cảm thấy nó khó bởi vì, vì nó nâng cao mà nhưng mà về sau ấy các bạn học các bạn sẽ gặp và đi làm sẽ gặp thằng spray này nhiều nhá cố gắng lên chỉ cần gọi là quen quen một lần thôi là về sau nhớ là nó sẽ ổn ngay đúng không rồi đấy thì thằng spline này mình cũng đã từng áp dụng với lại cái con Trello trên kênh của mình ấy, mình làm qua mơ Stack Pro ấy, mình có dùng thằng spline này rồi nhá. để cho các bạn nếu mà muốn một cái cây thực tế nhá, thì sau bộ này bắt đầu học dần thì học lên cái đầu nhá. Đây cái bộ Full Stack Merge Pro miễn phí này nhá. Ok. Đó, rồi cái spline result thì uh, array 4 đây này. Có khi mình để sẵn cái kết quả đây luôn nhá. Đó, 1 2 3 ABZ6 à, đúng không? Còn cái split Result này nó bóc tách ra, nó lấy ra thì nó là 3 4 5. Đây nhá. 3 4 5. đấy cho các bạn dễ hình dung. Ok chưa? Đó, rõ ràng dành bạch nhá. Đấy, thằng sprite này mình nghĩ thằng sprite là sẽ là cái thằng gọi là lú nhất của buổi hôm nay cho các bạn. Còn mấy thằng sau nó sẽ dễ hơn, các bạn cứ thoải mái nhá. Thoải mái dần. Tiếp theo này. Rồi, tiếp theo chúng ta đến Every này, file index này, tool string và roi. Mình sẽ làm nốt mấy thằng tiếp theo này nhá. Every nó sẽ kiểm tra xem tất cả các phần tử trong mảng nó có thỏa mãn cái điều kiện của cái hàm côn mà chúng ta truyền vào hay không và nó sẽ trả về chu hoặc false thôi. Đây mình có thể viết tắt lại ngắn gọn lại trả về chu hoặc false nhé. Còn ngược lại trả về false thì bây giờ chúng ta sẽ thử như này. Các bạn cho mình uh, còn tăng này, every này thì để mình check xem nào, uh, nó sẽ là đến array mấy nhỉ? Bốn rồi đúng không? Array năm đi, một hai ba bốn năm sáu đi. Uh, constant mình sẽ cho cái biến là on positive đi positive nhá bằng này array năm này chấm every đó mọi người đấy nhá đến thằng every này chúng ta sẽ chuyển vào trong thằng every là một cái callback function nó sẽ trông dạng như này này đây chính xác gõ đầy đủ nó sẽ trông như này nha các bạn nhá kiểu này này đó và nó sẽ có tham số đầu vào này là number mình phải tắt là năm nhá năm về tắt của năm bờ này khi mà nó có một phần tử thì thực ra là mình có thể không cần cái ngoặc này mình để thẳng luôn năm cho đến đấy cái kiểu này cũng được này nhưng mà các bạn mới mới học nên là mình đang muốn dạy đầy đủ nhá nên mình cứ để như vậy đi đã cho các bạn xem nữa nhé mình muốn check thì trong này mình return này return 5 lớn hơn không on positive bây giờ mình mình sẽ con log nhá uh, after every on positive đây Ok, đúng rồi đấy. After sau khi mình chạy xong every có nghĩa là mình chạy toàn bộ cái mảng số array 5 này. Mình kiểm tra xem tất cả các cái phần tử trong mảng có lớn hơn không hay không. Có nghĩa là cái số dương ấy positive ấy. Positive number nhé nhá. All positive number. Thì kết quả đây mình đang mong muốn nó sẽ là true. Đó. Thằng này mình sẽ mình sẽ comment hai thằng con số ở trên lại đã. Mình dùng chạy thằng này lên nhá. Đây, các bạn thấy mình chạy là true này. Đó, bây giờ giả sử nhá, mình thêm một cái phần tử vào đây. Âm 2 đi, rồi xem nó như nào nhé mình chạy này kết quả sẽ là phô bởi vì nó đã lòi ra một thằng phần tử là âm rồi thì nó sẽ không thể lớn hơn không được nữa và toàn bộ cái cái chỗ này chạy xong thì nó sẽ là phô ok chưa giống như mình đã mô tả phía bên trên rồi nhé dễ hiểu đúng không cứ thử thoải mái vào ok nhé rồi mình xóa cái hai này đi đó nhá cho các bạn dễ hình dung ngoài ra mình muốn cái này các bạn mình sẽ dạy các bạn cách viết ngắn gọn luôn này tương tự thế nhá Như lúc nãy mình nói đấy cái năm này bây giờ mình sẽ bỏ này bỏ cái ngoặc đi này Tiếp theo là cái return ấy mà mình chỉ cần một dòng thôi nhá, mà lại là return đấy thì các bạn có thể viết tắt theo kiểu này luôn này. Đây. On positive như này thành một dòng luôn. Mình comment cái trên lại nhá. Đây, đây là cái cách viết ngắn gọn nhá. Nếu như mà chỉ có một uh, một phần tử cái tham số của back function cũng như là một cái return ấy thì các bạn có thể viết như này. Code nó sẽ rất là gọn nhá. Rất là clean sạch sẽ code và mọi thứ nó vẫn chạy như bình thường. Ok. Đó, mình để đầy đủ lại nhá. Đây trong code. Xong thằng every nhá. Tiếp theo chúng ta đến với lại thằng file index, file index xem nó là cái gì đúng không? Index nó sẽ trả về cái chỉ số index của cái phần tử đầu tiên trong cái mảng mà chúng ta thỏa mãn điều kiện của cái hàm callback. Còn nếu không có phần tử thỏa mãn thì nó trả về một. Có nghĩa là thằng findIndex này nó sẽ tìm cái thằng đầu tiên nó trả về luôn này. Nó không chạy hết như cái kiểu every này. Thì uh, thằng findIndex mình sẽ có một cái tiếp theo. const array 6 nhá. Cũng 1 2 3 4 5 6 đi. constant const findIndex resolve nhá bằng array 6 này chấm với hàm file index này number này cho đến number lớn hơn 3 rồi ok mình để đi nhá xong mình sẽ con slot xem thằng ai này nó đúng không nhá sau khi file index này file index result này kết quả sẽ là 3 number index số 3 0 1 2 3 ở ừ, đúng rồi cái thằng 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 con ai của mình nó chạy đúng đấy con ai code đấy đấy nha các bạn gõ code cho mình cái đoạn này sau đó mình chúng ta thử nhá mình sẽ comment tạm cái Avery này lại mấy con số lốc này lát nữa cuối buổi mình sẽ mở nó ra sau bây giờ mình chạy lại nhá enter rồi chuẩn nó chạy đúng tại sao tại sao lại là như thế này <laughs> ok nhá các bạn nhìn này array right, 6 đúng không sau khi mình chạy hàm file index nó sẽ lần lượt nó chạy qua từng phần tử từ của cái mảng này và mảng này là number cho nên mình đang để số là number nhá nó sẽ tìm cái thằng đầu tiên có cái giá trị lớn hơn 3 thì trong trường hợp này của chúng ta là thằng số 4 đúng không 4 sẽ lớn hơn 3 nhưng thằng số 4 này cái hàm này nó trả về vị trí index chứ nó không trả về cái giá trị của cái phần tử ở vị trí index nhá. Mà cái vị trí index của số 4 chạy từ 0 đúng không? Thì 0 1 2 3 nó là 3. Cho nên kết quả sẽ là 3. Nhớ nhá, các bạn cẩn thận cho mình nhá. Tại sao lại là 3 chứ không phải là 4? Cho các bạn đỡ lú nhá. Nếu như ở đây các bạn để lớn hơn hoặc bằng 3 đi thì nó sẽ chạy đến thằng số 3 này thì kết quả nó sẽ lùi về 2 này. Các bạn thử đi mà xem này. Lớn hơn hoặc bằng 3 nhá. Thì kết quả lúc này sẽ là 2 này. Thử cho các bạn xem luôn này. Đấy, kết quả sẽ là 2 bởi vì nó sẽ chạy đến thằng 3 này và nó sẽ dừng này và thằng số 3 này thì vị trí đấy của nó lại là hai đó mình 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 muốn để cái dạng mảng mà có số này để cho bạn hiểu luôn về cái dạng index hiểu rõ luôn về index nhá đó các bạn nhìn cho bạn dễ hình dung đúng không ba thì kết quả lại là hai ok chưa rồi xong là file index tiếp theo đến thằng tu trinh tu trinh thì nó quá đơn giản luôn các bạn ạ <laughs> con này ở đây bảy cũng là một hai ba bốn năm sáu nhá tiếp theo nào con tu result bằng array bảy chấm tu cho mình nhá mình tận dụng con AI cho nó gõ lại còn các bạn tự gõ cho nó quen nhé sau khi to string thì mình được cái to result kết quả 1, 2, 3, 4, 5, 6 như này ok bây giờ mình thử luôn này rồi mình lại comment tạm cái thằng kết quả hai này lại nhé ở phía bên trên rồi đấy các bạn nhìn này 1, 2, 3, 4, 5, 6 đây à, để cho chắc ăn cho các bạn dễ nhìn mình tie off tie off này Các bạn nhìn này, đây, cái cái giá trị to string result này này, đó, sau khi cái mảng mà đã to string đúng không? tay off thì nó là cái kiểu là string rồi, đúng không? Và mặc định nhá, nếu mà mình dùng to string như này này, chỉ dùng mặc định như này thôi này, chỉ dùng được nó mặc định như này thôi thì nó sẽ default nó sẽ thêm cái dấu phẩy vào giữa từng phần tử. Đây này. Cũng không hẳn là thêm, quên. Không phải là thêm mà là lú lú quá các bạn ạ. Chờ mình xíu. À, nó sẽ là cái kiểu này nó sẽ bỏ mấy cái nói chung là bình thường ấy cái mảng nó sẽ không có cái khoảng trống các bạn có thể để không để khoảng trống như này này đây này <laughs> đây nó sẽ là như này thì toàn bộ cái bên trong mảng là một đến sáu như này này các bạn lưu ý nó sẽ được chuyển về string các bạn nhìn như các bạn thấy này nó viết liền luôn đấy bình thường mảng nó sẽ trông kiểu kiểu chuẩn là nó sẽ như này nhưng mà ấy, cái rule clean code của chúng ta ấy, khi code đấy thì sau mỗi cái phần tử của mảng ấy là nên thêm một cái dấu cách dấu khoảng trống nó là cái chúng ta clean code thôi các bạn hình dung nhá đây như này này đó là cái cách để chúng ta viết code clean chứ chúng ta sẽ không làm như ban nãy khi chúng ta khai báo mạng nó sẽ rất là xấu đọc code nó sẽ rất là trải nghiệm rất là tệ còn mặc định khi chúng ta khai báo như này thì thằng javascript nó chạy bên dưới thì nó vẫn sẽ chạy là cái mảng nó sẽ vẫn là liền thôi các bạn cứ yên tâm còn cái ở trên này là cái chúng ta define chúng ta viết ra thôi nhé cho nên nó sẽ có dư cái khoảng trống ở những cái chỗ cách nhau của cái này mình phải giải thích kỹ luôn nhé đó thì các bạn lưu ý sau khi tu trinh thì kết quả nó sẽ trông như này ok nhá tiếp theo thằng cuối cùng này thằng roi nó sẽ khá giống thằng string nhé tu string nó cũng sẽ nối tất cả các phần tử trong mảng thành một chuỗi string nhưng nó sẽ khác với thằng tu string ở một cái điểm đó là nó có thể chỉ định thêm cái dấu phân cách đây đoạn này là hay này bắt đầu hay này bây giờ mình sẽ có const array tám một đến sáu const roi result bằng array tám chấm roi bây giờ mình sẽ const log after roi nhá roi result đây nhìn này đi mình sẽ comment cái thằng ở trên lại quên mình có slot cả cái này rồi đây sau khi roi này kết quả này một đây từ từ cái kết quả này chưa đúng đâu tạm thời cứ, để, cứ xóa đã mình muốn cái kết lát nữa mình sẽ cho kết quả cuối cho các bạn rồi bây giờ sau khi mình roi như bình thường nhá thì nó y hệt như thằng tu string nó không khác gì nó vẫn sẽ ra một hai ba bốn năm sáu như bình thường nhưng bây giờ này mình sẽ chỉ định cho các bạn là cái uh, gọi là gì cái dấu phân cách giữa các cái phần tử sau khi mà chúng ta gen ra string cái này rất là hay ví dụ sau này các bạn sẽ gen uh, như nãy nhỉ như nãy nhá, như lúc nãy nhá mình mình đã không muốn là sẽ có những cái cái dấu phẩy các giữa các phần tử này nó bị liền nhau này giả sử cho bằng roi các bạn truyền cho mình vào cái cái trinh như này nhá sau bạn cho mình dấu phẩy này cách ra đấy nhá các bạn lưu ý này dấu phẩy và khoảng trống ra này đấy trong thằng roi các bạn sẽ define cho mình cái dấu phân cách nằm trong cái chuỗi trinh nhá nằm trong cái chuỗi trinh ví dụ như là dấu phẩy và cái phân cách như này thì nó sẽ ra kết quả này đây các bạn thấy chưa một này cách ra hai phẩy cách ra ba phẩy cách ra nó sẽ có cái đoạn phân cách ở giữa nếu như bây giờ đoạn phân cách cho các bạn dễ hình dung một lần nữa này mình cho một cái dấu gạch ngang ở trước nó có một cái khoảng trống nhá sau nó có một cái khoảng trống nhé thì nó sẽ ra như này đó các bạn nhìn này một khoảng trống gạch ngang hai khoảng trống gạch ngang ba vân vân đó thằng roi nó sẽ khác thằng tu trinh tu trinh thì chúng ta dùng như bình thường kiểu chúng ta không muốn cất gì thêm uh, cái khoảng cái cái dấu phân cách ở giữa nhưng đối với thằng roi mình sẽ phân cách nó ở giữa bằng một cái gì đó ví dụ mình phân cách dài dài chẳng hạn uh, như này đi <laughs> ngày đi bừa đi các bạn nhìn này <laughs> các bạn nhìn nhá nó sẽ hơi dị nhưng mà đây mình phân cách bằng một cái linh hành tinh này. này. Các bạn nhìn này. Đây nó nó sẽ là cái đoạn phân cách ở giữa này này, giữa các phần tử này, đó. Để cho các bạn dễ hình dung. Ok chưa? Thì đấy, đấy là cái sự khác nhau giữa thằng roi và thằng tu Trinh nhá. Đấy, cái này mà đi phỏng vấn mà uh, ai hỏi các bạn về sự khác nhau giữa cái tu Trinh với joy các thứ vân vân những cái câu cơ bản cho so fresher các thứ hay intern ấy thì nó sẽ rất là hay đấy nhá. Ok. Phải học để nhớ. Nhớ nhá. Chịu khó, làm nhiều thì cũng sẽ nhớ thôi. Ok. Thì buổi hôm nay chúng ta đã đi qua hết về một lượt luôn về gọi là bảy cái method còn lại của thằng uh, của thằng uh, JavaScript mảng array nhé Ok. Rồi, mình sẽ mở hết cái đám con slot này ra. Mình sẽ để lại như uh, ban đầu tất cả những con slot mình mở lại ra trong code nhé. Đó. Rồi, bây giờ các bạn có chạy lại thì nó vẫn ok thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy tổng thể một lượt luôn. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy tổng thể một lượt luôn hết nhé bởi vì uh, những cái uh, mà chúng ta chạy qua chạy lại này chúng ta đã đặt tên riêng cho nó array tám bảy sáu một ba rồi cho nên nó sẽ không ảnh hưởng kết quả của nhau đâu ok nhé đó thì buổi hôm nay chúng ta đã đi nốt về thằng array method phần số 2 là mình đã finish cho các bạn về 17 cái chính xác là 17 cái method nhé uh, có khá nhiều method phương thức xử lý trong javascript ở đây mình sẽ phần 2 là 7 cái phần một hôm trước là 10 cái nhé là tổng lại là 17 cái rồi Ok, mình sẽ dừng video này lại đây. Buổi sau chúng ta sẽ đến với lại uh, string method cũng rất là nhiều, rất là rất là hay. Ok. Rồi trước khi kết thúc thì các bạn nhớ ủng hộ mình. Đã đi qua đây rồi. Tặng mình một lượt uh, gọi là sao nhỉ? Một lượt đăng ký kênh. Ok nhá. Rồi chia sẻ kênh của mình tới cho bạn bè của các bạn. Có vấn đề gì thì comment thoải mái dưới video và like cho mình cái video nhá. Ok. Và cái lộ trình để học các cái bộ trên kênh của mình. Có hết ở cái phần uh, giới thiệu kênh, các bạn truy cập vào cái đường link này nhá. Nó sẽ là cái lộ trình ở đây. Cũng như mình có blog chính thức Uh, Facebook chính thức, Con Won một lập trình viên trên Facebook. Cộng đồng lập trình web frontend, backend Việt Nam trên Facebook. Các bạn join vào mọi đường link dưới phần mô tả. Blog chính thức của mình là chungwonf.com, khá là lâu đời rồi nhá. Mình làm từ thời sinh viên cơ. Rồi, lộ trình học lập trình web, mình sâu các bạn từ đầu đến giờ rồi. Discord cũng là một cái nơi rất là hay. Đấy nhá, là mình tạo ra một cái group Discord để chia sẻ kiến thức các bạn join vào nhá. Mọi đường link dưới phần mô tả. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video thú vị chất lượng tiếp theo trên channel Chung một lập trình viên này của mình nhé. Xin chào, bye bye.